kiểu lần chào nghe. Và chào mừng và giới thiệu tiếp cho em là loại Jeepcat và FFB Bắc. Thì như anh em thấy trên clip á, là cái thằng Jeepcat nó dài hơn so với FFB Bắc một xíu thôi. Và nó khoảng dài khoảng như là 5 đến 10 phân thôi ha. Nhưng mà cái Jeepcat này đặc điểm của nó còn cái mẫu gọi là mẫu Panda, mẫu Panda là mẫu ngắn hơn nữa. Nếu anh em cần ngắn thì cứ liên hệ, em cũng có cái mẫu Jeepcat ngắn hơn. Còn cái Jeep Bắc kia thì nó rơi vào khoảng 75 phân, còn Jeepcat này thì nó rơi vào 85 phân độ dài. Hình rất là chắc tay. Jeepcat này thì nhìn nó rất là thành phố. Nó ở đây là có 4 chân đạp. Ở đây là một cái băng để đua sẵn rồi. Jeepcat này có chế độ sạc cò, sạc băng. Nếu bị kẹt đạn anh em lên mà anh em chỉ việc giữ tay mà lên đạn nữa là sẽ xả băng ra nha. Máy gỗ. Thì mình sẽ xem về tổng thể độ dài á, thì là nó tương đồng ha. Độ dài của hai cây này thì nó tương đồng. Và độ nặng á, thì Jeepcat nó nặng hơn. Jeepcat nó sẽ nặng hơn một xíu thôi, nhưng mà nó cũng độ tầm 3 cân đến 3 cân rưỡi. Ở FFB Bắc á, loại copy này á, thì nó có một băng đạn đi kèm ha. Có một băng đạn, một băng. Còn ở Jeepcat là nó có 4 băng, một băng nằm và 3 băng chờ. 3 băng ở đây là 3 băng chờ anh em ha. Jeepcat thì là băng gỗ. Còn FFB Bắc thì nhìn cái cảm nhận về bề ngoài của riêng em, riêng bản thân của mình á, và mình thấy FFB Bắc nó cũng rất là hợp hố đó. Nó tại vì dù gì thì nó cũng là một cái dạng mà loại súng cao cấp nhất, loại PCB cao cấp nhất hiện giờ, nó là dạng cao cấp trong dòng PCB thôi nha. Mình không tính về tới loại khói. Khói thì mình không tính, mình tính là PCB thôi. Thì FFB Bắc dù gì nó cũng là giống như là ông hoàng, vua ông hoàng đế rồi. Thì kiểu dáng là mẫu mã chắc chắn là nó sẽ khó để mà thua thiệt ai đó. Nó rất là khó để thua ai. Còn về lực bắn, rồi về thể tích chứa, thì cái này á, tùy vào mọi người chọn thôi. Có những người rất là yêu thích cái bán gỗ thì người ta chọn bán gỗ, còn có những người người ta yêu thích cái mẫu mã bề ngoài hầm hố riêng của nhìn nó giống kiểu robot, nó góc cạnh á, thích yêu thích cái sự góc cạnh á thì chọn FFB Bắc. Về thể tích á thì dĩ nhiên FFB Bắc nó phải hơn. Cái điều này là điều dĩ nhiên rồi, tại vì dù gì cái khoang thể tích của nó xài nó là bình tròn, nó là dạng bình. Còn Jeepcat là nó sử dụng khoang là dạng ống. Thì ở đây hơn là hơn như thế nào? Nó hơn là nó hơn khoảng chừng thằng Jeepcat 8 thì thằng Inbox nó 10 thôi anh em nha. Đó, nó chỉ có như vậy thôi nên anh em không phải lo. Là có nghĩa là thằng FX mà 100 viên thì thằng Jeepcat được 50 viên, cái điều đó là không đúng. Cái điều đó là 5 trên 10 rồi. Thì một thằng là 8, thằng là 10. Tại vì cái bình nó cũng từ đoạn này xuống này, đoạn này trở đi, cái bình ít nhất rơi từ 50 đến 55 cm. Và cái bình của thằng Jeepcat nó là phi 39, nó là phi 38, sorry anh em, nó là phi 38. Nó cũng rất là to, khoang chứa của nó cũng rất là nhiều. Thì em bắt đây chỉ có một băng thôi. Thì em sẽ test cái thằng Jeepcat á và thằng Inbox khác nhau thêm một chỗ nữa. Đó là Jeepcat thì nó chỉ có một đồng hồ đo áp, nhưng thằng Inbox thì nó có tới hai đồng hồ đo độ áp và đồng hồ đo áp. Không phải cái nào có cái lợi có cái hại đâu, mà ý ở đây là mình dù gì thì mình cũng sử dụng cái con điều áp. Khi mà gửi cho anh em ví dụ anh em mua, em gửi cho anh em á thì cũng đã test rất là kỹ rồi, nên anh em không cần lưu ý hay chú trọng gì vào con điều áp nữa. Tại vì lúc đó là căng rất là thuận rồi, anh em chỉ chú ý vào cái áp thôi. Như Jeepcat thì anh em mà không phải riêng Jeepcat mà nói chung tất cả các loại của PCB, anh em xài xuống còn 80 áp trong bình
8 MVA, 80 kg, 80 cân đó. Là đem lên bơm lên, đừng để cho nó xì hết. Cái quá trình mà khi anh em để cho nó xì hết là cái con sim của nó rất là hay bị chạy, hoặc là anh em để quá cao thì con sim nó sẽ bị mỏi. Để áp quá cao thì con sim lâu ngày hoặc là lâu không đi bắn, anh em để lâu ở trong nhà như vậy 10 ngày, 15 ngày, 20 ngày đến 1 tháng là do cái áp rất là lớn, nó gây áp lực lên con sim thì con sim nó sẽ bị mỏi, thì nó sẽ rất dễ gây ra hiện trạng đó là tình trạng bị rách sim, mỏi sim, sim chờ nó bị mỏi đó. Nên bởi vậy thì khi anh em mà không xài tới để lâu trong nhà, anh em có việc bận đi công tác, đi giao lưu, giao dịch gì đó, thì anh em nên chỉ để về mức áp bằng với mức con điều áp. Thì trung bình mình như cái khác mình để khoảng 120 đến 150 thôi. Còn điều áp của con FSD Bắc này á, ví dụ như nó đang để là 150 thì anh em cũng để mức áp vừa đủ 150 thôi. Nên anh em nó làm như vậy nó sẽ tránh gây bỏ sim. Anh em đừng nên xả hết, mà anh em có xả hết á, thì anh em tháo luôn cái bình đó cũng được. Hoặc là anh em xả hết rồi á, thì lần sau mình ráp lại mình không sao. Ba cái này á, anh em nhìn nó rườm rà rồi thôi, tới khi anh em va chạm và tiếp xúc, nâng niu, ôm đỡ nó rồi á, thì cảm thấy nó cũng rất là bình thường. Nó chỉ có một vài chi tiết nào đó nó khó thôi, chứ thật sự nó nhiều chi tiết mà anh em nhìn cái dấu của người ta khi đã hoàn thành á, anh em có tháo ra thì nó vẫn còn cái dấu á, là ở trên đó mình ráp lại như cũ thôi, không có lo lắng bất cứ điều gì, nó còn dễ dàng. Mà thậm chí anh em nào á, mình có một cái mẹo như thế này, ví dụ như nó hư, anh em muốn gửi về để sửa thì anh em tự sửa. Trước khi anh em tháo ra, anh em đặt cái máy quay clip giống như em đang quay clip cho anh em xem này, thì mình sẽ tháo ra, đến khi mình đóng lại thì mình coi cái clip đó để mình gắn lại, thì nó không phải giống như mấy cái anh mà đang học sửa xe máy đã tháo nguyên một máy ra gắn lại dư mất vài con đó, đúng không? Nó hay có tình trạng đó, thì để tránh vậy mình quay clip lại, mình làm cho nó cẩn thận hơn. Tại dù gì cái xuống mình mua mất rất là nhiều tiền mà, đúng không anh em? Tiền bắt điều áp ra khoảng 130-140, mình nói vượt vậy ha. Áp ra còn 150. Bây giờ em sẽ cho anh em xem cái này mình để chỗ độ file là bóng này. Lên lại này, chỉ cần một tay thôi ha. Lại lại này, kéo hẹn ra cho nó em, kéo hẹn ra xíu. Cho nó dài ra, cho nó em. Anh em sẽ nhìn thấy các điều áp cho anh em trong một cái nhé. Rồi, bóng này. Thấy chưa anh em, nó giật mà nó lên liền, nó rất là ok. Cái này là đang chuẩn bị qua tới hiện tượng nó thông áp rồi. Tại vì sao? Áp bình và điều áp nó gần bằng nhau thì nó sẽ tới hiện trạng thông áp. Như thế này nếu đi bên mình sẽ bơm lên khoảng chừng 250 kg nha. Đó. Đây cái cát. Không có mát nhiều đâu anh em. Đó. Em sẽ lên, em sẽ đặt. Sẽ là đạn này. À mà không, cái băng này nó không có đạn nên nó không có xoay được đâu. Nó xoay được không hay đâu. Nó chưa có đạn mà nó đang có băng lười tháo đó. Tại vì em đi giao luôn rồi. Để vậy ha. Anh em nào mua thì cứ liên hệ tới cho chậm.